Đây là trận đấu đầu tiên ở trong set đấu thứ hai. Romin và Min Sam à? Romin và Min Sam. Nhưng bên bạn là Min Sam, còn ở trước bên bạn, bên bạn là đúng rồi, bên bạn là Min Sam, còn bên bạn là Min Rom. Vệ quân thì là cân. Thậm chí mà nếu mà cái thế đưa về được Roman chém Vũ để cho bằng Min Hoàng là người Linh Cung A thì mình còn khỏe hơn cơ. Set đấu đầu tiên của chúng ta đã kết thúc với cái tỷ số là 3-0 dành cho cặp đôi Hồng Anh Gunny rất nhanh. Khi mà cả 3 bài No 1 và Chim Sẻ Thắng đều có những bài tương đối xấu. Tỷ số VNC hiện tại đang 1-0. Và nhân tiện đây thì cũng xin gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ, nhà hàng Newman, nhà hàng Golden Field, các website của đó Fan. Vâng, và nhờ nhà trợ Ketophone đã tài trợ cho chương trình này. Thay mặt ekip kỹ thuật viên Game TV Studio xin được gửi lời cảm ơn đến nhà hàng Asus AOG Việt Nam đã tài trợ trang thiết bị để chúng tôi có thể thực hiện chương trình này. Và hiện tại thời gian gần đây thì Game TV cũng mới liên kết với và một số đơn vị, và tiêu biểu trong đó là đơn vị GameWin.pro, một bộ môn game bài. Thì bạn nào có thể yêu thích các bộ môn như kiểu là bình tá lả, ba cây, tỷ lệ miền Nam hoặc tỷ lệ miền Bắc thì các bạn thể vào GameWin.pro để có thể thi đấu. Và các bạn có thể thi đấu bằng chính cái G-Coin của mình. Ở trong GameWin.pro các bạn có thể đổi từ G-Coin sang G-Card với tỷ lệ là 1-1. Và hiện tại thì buổi tối bạn nào rảnh rảnh cứ vào GameWin.pro mà thi đấu với tôi. Rồi đang vô đối quá. Cảm giác không có đối ở trong bộ môn xếp bình. Quay trở lại với trận đấu này thì lại một trận đấu nữa mà nó một không có đồ lùa về. Sáng nay mình ăn cái gì mà đen thế rồi. Một đàn hiêu đôi dành cho anh. Vâng, có quả. Vâng, như vậy là đủ đồ rồi. Hiêu đôi cộng một quả phụ là đủ đồ. Nhưng đây sẽ là bài mà nó phải đánh nhiều dân. Khả năng cao sẽ phải 25 dân bài thi đấu này. Đổi ngược lại được không? Tất nhiên là có. Tất nhiên là phải có rồi. Các bạn đổi từ G-Card sang G-Coin hoặc đổi từ ngược lại thì vẫn ok. Tỷ lệ là 1.1, không mất phế. Quay trở lại với chim sẻ. Một cánh rừng này. 12 giờ có thêm cánh rừng nữa. Bài là 2 voi, 1 hiêu. Vâng, 3 voi, 1 hiêu. Nhưng hiêu là hơi xấu. Hiêu của sẻ là hiêu 5 ấy chứ. Nhưng mỗi con nó nằm ở một chỗ. Rất mất tay. Một bài mà sẻ đang cơ cấu nhà bằng những từ những chiếc nhà bé đầu tiên để có thể có một bài đánh cung. Vâng, pha chỉ và hiêu đẳng cấp. Nhưng tên này không, tên này thì không được rồi. Thêm đàn hiêu nữa, như vậy về đồ ăn là đã đủ. Bài này á, bài này sẻ vào bình thường, bài này với tôi đây là bài xấu. Minh Hoan đánh thì lên đời phải có đồ thêm đồ ăn hoang cơ, thì lên cung A nó mới khỏe được. Chứ lên đời mà không có tí lực nào thì rất là khó. Tiếp tục là pha hai dân lùa hiêu. Có một con voi ở phía xa nhưng sẻ đang mất quá nhiều tay để lùa ăn hiêu của mình về. Thông tin nhận về bên bạn hai bài đều được. What the hell? Ồ, đá vào dây mạng của tôi rồi. À không, đây mày quá. Mày không sao, không sao, mày quá. Cứ tưởng đờ. Kích chưa? Chắc là kích rồi. Một bài anh sẽ kích ở cuối 10. Xem xẻ tí nữa nào. Cắt dần ra một đàn hiêu. Hy vọng sẽ là một đàn hiêu to. 7 con. 2 con bạc. Ui xời. Yeah, lẻo cái đàn hiêu. Đá đen còn lắm lông. Đàn hiêu không thể ăn được dành cho game thủ chim sẻ nắng. Vâng, gặp ngay nhà game thủ Gunny. Rất đen. Và đây là mày quá, có thêm 2 con voi. Điều kiện để cho sẻ có thể kích đời ở trong trận đấu này. Rất gần nhà của Gunny nhưng Gunny không ăn 2 con voi này. Và phải chăng là bài của Gunny quá giàu có nên không cần phải câu voi.
có kích ở trong được đồng 10 hay không. Chết mất không, như vậy là rất may. BA sẽ ở đâu đây? Một bài rất khó để có thể cơ cấu. Gunny chưa lên đời, Gunny cầm Minoan. Và có vẻ như Gunny sẽ đánh cung à, ở trong trận đấu này. Trong đó thì No 1 và cái tuổi của anh lên đời ngang phèo. Chúng ta quay trở lại với No 1 để No 1 thi đấu. Vâng, xem No 1 thi đấu. Vâng, thấy thêm một bãi quả nữa. Bằng này dần bú thì hay là bãi quả này sẽ là cực kỳ nhanh. Sau khi hết xong bãi quả này, anh có một bài 2L và bánh xe. Ở ngay dưới là có đàn hiệu nữa. Đây rồi, dân của em thủ Gunny. Vâng, như vậy Gunny ăn ở giữa bản đồ một bãi quả. Ngựa giò của No 1 là có công và có giáp đầy đủ. Rồi thôi, hai chém á. Vâng, như vậy là hai chém. Hồng Anh đang chưa giò được những tên ăn hoàng của game thủ No 1. Vâng, chọc bãi vàng trước, làm hai dân. Nhưng đây là dân Summer rất chi. Vâng, giò chọc gãy cả kiếm mà chết có một dân. Bãi quả bị phê hiện rồi No 1 nhá. Nhưng không sao, anh có rất nhiều dân ở đây. Hồng Anh bắt đầu chọc giò. Chọc giò là vé hay không? Gunny cũng có giò. À, tôi tưởng Gunny có giò. Vâng, không, như vậy là Gunny đánh A chứ không phải là đánh chém. Tần chén đầu tiên là một, muốn tạt cánh đánh đầu luôn. Và cái nhà của ứng thủ Gunny là nhà siêu rộng. Liệu rằng Gunny có thể bỏ kín nhà của mình hay không đây? Con giò công sai đủ đang lọt vào trong và khiến cho game thủ cầm Minoan đang mất rất nhiều lực để có thể bo bế. Vâng, đây là tên lọt chém vào nhà của đối thủ Gunny. Gunny chưa anh xe và đây là con chém công giáp đi đủ. Gunny đang bo nhà của mình lại, nhưng con chém này sẽ làm được rất nhiều điều. Và khả năng đây sẽ là tên lọt quyết định ở trong trận đấu này. Gunny đang đưa một mã nông dân để có thể đập con chém này. Nhưng xin phép ở đây là con chém công giáp đầy đủ. Và đang hành lạc với con nông dân. Và No 1 đang soi máu để kìm những con nông dân ít máu trước. Nhưng anh chỉ là hơi kém. Rồi, 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 như vậy là Gunny resize. Chiến thắng đầu tiên của GameTV ở trong kèo đấu này. 1-0 trong C2. Ok. Xem No 1 chém anh sao xem sẻ làm gì ấy?